Mẹ già lìa xa con khi mới sanh trong dòng lửa binh, một thân chiến chinh kẻ thù quyết bảo tồn con toàn mạng sống. Rồi từ ngày cách xa cho đến nay không được biết tình, tự sanh chưa từng đói no nào hay, hiếu thân không tròn hổ thẹn làm con. Ta tin Phật trời lòng bao la sẽ ban phước cho tí nương qua hết nguy nạn, rồi mẹ gặp con hoa tháng năm nhớ trong lòng cháu hằng mong sẽ có ngày diệt tên phán thần, cháu bước vào hoàng lăng khấn nguyện. Thắp nén dâng trước mộ phần phụ dương yên nghỉ thiên thu, cho tròn chữ hiếu mong quốc an dân thành nghiệp tề phục hưng. Bốn phương thanh bình muôn đời no ấm, người anh quang vinh.